xấu. Ồ, quá trời muối. Muối nó bự quá trời do. Bự quá trời do. Cái này còn ngọt hơn cái nãy. Chưa ăn mà biết ngọt hơn cái nãy. Chưa ăn mà biết ngọt luôn á. Chuyên nghiệp rồi, chưa ăn mà biết ngọt rồi. Thì cái này nó chín nó tươm mật hết trơn. Chín nhiều hơn mà nó sẽ ngọt hơn. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn quay trở lại video tiếp theo của Phương nha. À, này Phương ghé lại chỗ bán của anh Thành này cả nhà. Dạo này thỉnh thoảng Phương ghé đây Phương quay video của chú anh chị mình xem đó. Do bận rộn công việc nha. Hôm nay có khách ghé vô mua sầu riêng nha. Đây đang đang cua cho khách nha. Này có bà gì khách ghé vô. Ủa cái này là ly 6 thái á. Ly 6 chứ không phải là ly 6 thái, ly 6 là ly 6 thái là thái. Này ly 6 miền Tây, ly 6 miền Đông cả nhà. À, miền Tây lên cũng khá là nhiều mà đây là. À. Miền Đông 110.000 một ký. À, miền Tây hiện tại mới lên chưa có chín. Miền Tây dạo này hiếm lắm cả nhà, chưa có hàng nhiều. Đây khách đang ăn thử đây. Ngon. Này chưa có thái. Đây thì nó vàng hơn. Cho anh Thành không có nhập. Trước nè. Đây có mà chưa có chín. Dạ nó nằm trước đây. Đúng dâu cô là giống ngoài là nước nào? Canada hả? Được. Miền Tây này mới lên chắc khoảng 2 ngày nữa cuối tuần là nó chín nha cả nhà. Cuối tuần của chương trình mình tới đây mua đi 6 miền Tây. Hôm nay cái lô này lên thấy là vỏ mỏng rồi nha, trái cũng vừa vừa thôi chứ không có to lắm, từ 3 kg trở lại thôi đây nè. Mấy cái gai nhuyễn như vậy là vỏ nó mỏng lắm nha cả nhà. À, miền Tây thì nó cao giá hơn miền Đông. Hai ngày nữa chú. Thứ bảy chủ nhật. Mua về để 2 ngày nữa thôi. Được. Bảo đảm thôi con. Cô mua hay gì? 2 ngày sau thơm là cô khui được. Nghe danh anh Thanh đã lâu. Ngày bao nhiêu bé? Dạ 385. Ăn đủ không? Có một cái đủ không? Trời ơi, anh đâu ăn mấy đâu. Lên mua con tu hộp. Mua miền Tây nè cô, chứ nhật khui được nè cô. Dạ. Cô mua thêm trái nè cả nhà. Đó, tầm đang lựa. Con này mua vài bữa nó mua đóng đi Canada nữa nè cả nhà.
Thanh vừa bán vừa trông con nha. Đó, cô Nam con anh Thanh đang ngồi coi iPad nên Thanh vừa bán vừa giữ con. Ghê không? Miền Tây thì nó vàng hơn, cơm nó vàng lắm. Dạ, dạ ngon nhiều, đây nó ngon nhiều. Cô mua về tới chủ nhật mà đợi mà nó thơm thì còn thơm mà cô hỏi khui. Tại khui sớm quá nó chưa chín. Mua về mình sầu riêng sống này mình mua về mình để nhà mình nôm khui á nha. Tâm lý nôm khui, khui nó chưa có thơm nó chưa có chín. Đây để Thanh sang bên này đi, này sầu riêng. Cô chừng nào cô bay cô? Năm tay một. Năm tay hả? Hai tuần. Hai tuần. Cô chúng xin cho cô xin số con rồi cho cô đi. Con khi nào cái ngon cái con điện cho cô luôn. Dạ con chủ động làm trước cho cô luôn. Để lúc đó cô luôn quên mất công. Chút số kìa, có kêu chút gì lại không? Em ở lại lấy số họ của cô lại với địa chỉ đang giao hàng cho cô rồi. Ghi số của cô lại đi, khi nào có sầu riêng chín điện điện cho cô. Thôi chín tới giờ thành của tôi méo lắm luôn, đứt tay luôn. Kém quá ta. Xin tới hỏi cô á, cô đủ xuống được hả kìa. Địa chỉ của chú luôn, địa chỉ nhà giao luôn. Cô Giang 10 ký cơm sầu vui chi 6 đi vô. Thành ăn cua nhẹ nhàng hai trái. Nhưng mà số phone cô mà cô biết số phone tại số phone đây về dần sau số ở chú này rồi. Chú này còn lên rồi. Và đi 10 ký cơm miền Tây ngày mấy giao, hỏi cô mày mấy giao sáng mấy giờ, đi chuyện cụ thể vô. Dạ 7 giờ sáng cô đi bay, 6 giờ không giao cho cô. Chút xuống hỗ trợ cho Thanh khi thông tin của cô lại. Cô mua thêm sầu miền Tây này 2 ngày nó mới khô nha cả nhà. Mấy trái này này tròn nè, đều học nè, nó trái anh Thanh cầm là 5 học luôn á. Gai nó nhỏ lắm, nó rất là mỏng vỏ. Mấy cô chú này ở bên Canada về các cô à. Miền Tây thì 130 kg nha cô chú chị. Ồ, cô mua con trái hả? Tưởng cô mua mấy trái chứ cô mua con trái. Về khu miền Tây ăn là ghiền liền. Ghiền liền. Cái này có cô tiền xuống phụ Thanh bán sầu riêng nè. À, vợ Thanh có công chuyện đi không có mặt ở cửa hàng.
dẻo. Nhà còn đi vậy? Đi xấu. Ồ, quá trời muối. Muối này bự quá trời do. Bự quá trời do. Chưa ăn mà biết ngọt luôn á. Đúng không? Chuyên nghiệp mà chưa ăn mà biết ngọt không? Thì cái này nó chín nó tươm mật hết trơn. Chín nhiều hơn mà nó sẽ ngọt hơn. Hộp nó mới đủ để thùng hộp. Để lựa thêm trái nhỏ nhỏ. Thôi thôi, thôi ngon quá chị. Bây giờ chỉ mua có con trái, giờ thành ba trái rồi đó. Nhỏ nhỏ. Đây nhỏ mau la. Còn thêm trái nữa, ba trái luôn cả nhà. Gần 210 nữa. Trái này 210. Thử đó không chị? Ba trái. Thôi ngon. Thử đi chắc ăn. Mà cho bảo đảm ngon ngọt. Bảo đảm được rồi. Con cái chín mà muối nhiêu đây nè, quá muối luôn. Sầu riêng miền Đông này đi sáo này nó cũng mỏng vỏ cả nha, ăn loại muối ra mua trái lời hơn là mua ruột. Ba trái nhanh gọn lẹ về để trời mưa.